Thái Linh, Thì Thái Linh Hương, còn sợ vợ không? ơi sợ đéo gì, mất tí tiền Đúng, à? đúng. Đúng. Mới nhận cho mày, mày cút mẹ mày đi xuống đất đi. Nó một nè. Xe bố ơi xe. Ây da. Ui ây da. Bên đây bên đây. Nó ba rồi, nó ba rồi. Đi ơi, bên đây. Sao quay đâu, quay đây, quay đây, quay đây, quay đây. Đi theo cả tao rồi. Đi con mẹ. Đâu đâu đâu? Bên đây bên đây bên đây, bên trái bên trái. Nghe xe. Xe bên trái kìa, xe bên trái. Ừ. Cứu đi. Con mẹ mày. Cứu đi. Đây. Mẹ. Mẹ nó ba rồi đấy. Hay. Wow. Thấy lột thế. Hay. Hay du. Hay cột chặt. No. My friend. Yeah. Very rude. Come on, guys. Nắp. Ui, bỏ hết. Rồi, Mày tưởng mày là ai nghe con mẹ nữa. Nó một. Yêu. Nó hai rồi, lên. Ê, bóng kìa, bố. Nắp 1. Ai. Nắp 2. Rồi nắp 1 à. Ôi, bò, nó bốn, bom, đẹp nhau, quay về đây. No. Nắp kìa, hướng 100, 105 đó. Ui, sao lột lên trận. Xe. Thế hả? Một viên. Một viên thiệt, nghe cục đá. Tắt luôn. Con mẹ nó bắn gì mà không nghe đâu. Một viên. Tốt thì nhưng mà chỉ viên thịt người. Tao. Trong nhà. Ê, trong nhà mẹ nè. Trời ơi, đúng rồi. Đây nè, cái AK em hết đạn rồi. Bảy viên kìa, bố mất yếu rồi. Trời ơi, tao đã kê cho rồi thì mẹ. Nó bắn tao mẹ. Bắn con hù tao cơ. Bỏ hết rồi mọi người. Cô mẹ đấy. Lột mẹ cái tim. Mày lại là tao. Ngu thì chết đúng rồi. Ôi, đâu bên kia gõ. Còn cạc. Dưới tí. Con mẹ nó. Tụt. Ở đâu vậy ta? Nóc. Hướng 110-70 đó. Bạn đi tôi kê xài cho. Kê xài bằng nhá. Cũ nhà làm cái gì để chết mà lay John hết mấy thằng khốn nạn. Ai móc vậy? Còn hai thằng, bên đây. Bên đây còn hai thằng vậy là bên đây nè.
bên phải này, okay, nhìn nhìn xuống đây, bảo đảm luôn. Đợi nóc một thằng bên đây chưa kêu. Nét. Ôi. Em đấy có mẹ uống mày gì đấy nha. Mẹ mày. Tao kê thằng khu nhà mẹ tao móc tao, tao bật nó vãi lồn. Đồng đội hình như lút tìm nhau. Tao tưởng lia rồi bọn nó mới đi lút. Lồn nó vẽ tranh tao cơ con mẹ chứ. Đâu có, phải đó Whiskup định làm highlight nhưng mà nó không chết đấy con mày. Này con cặc. Cái giá cũng phải trả là mẹ một bạn người đấy con mẹ mày. Con chào con chào. Dùng cái lìn là 3 game rồi đấy, game đầu đéo sao đâu mà thì mẹ 3 game rồi đấy, tao người được chọn hơi nhiều đấy. Nhưng mà thấp 1 mà. Đéo. Thế được chơi, đéo thích. Đéo, tao thả top 2 như đấy hơn. Nghe nói hồi tối á là em buồn đúng không? Nghe phải lời. Tha tao đi đi mày mày. Không có được buồn nghe chưa. Em nghe lời bao không? Điệt cùng quá. Chị thích, chị thích đó, chị thích. Bo hát bài này, Bo sẽ hát nghiêm túc nha. Tuy là Bo biết Bo hát dở nhưng mà ra mẹ bài nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Chuyện tình yêu lúc nào cũng thế. Đi mãi bao năm lê thê, mong tìm được ai chung lối về, để dành một đời yêu thương cho về nhau không vấn vương. Chỉ mong rằng ta mãi bên cạnh dù đây không bao gió. Đừng có chọc tôi cười mấy nay à, nghiêm túc. Và chuyện tình yêu bây giờ vẫn thế, anh vẫn luôn yêu em thôi, dẫu em giờ đây đã khác rồi. Tình yêu mà anh vun vén bao lâu kết thúc khi em nói câu em thấy chúng ta không hợp, mình chia tay nhé. Mình gặp nhau đúng hay sai mà đã chia hai, coi nhau như chẳng tồn tại. Hợp nhau là do mình thôi, lúc sống tư ta vì nhau. Phải mình Quỳnh là cái tông nhạc Bo hát được nè. Ai chưa like hình thì lên Facebook like hình đi nha.